sống trong thấp thỏm lo âu lắm. Trong thời gian gần đây, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu những đợt tấn công ồ ạt của loài kiến ba khoang. Đây là loài côn trùng có độc tính cao, nếu bị chà xát hay chạm mạnh thì nọc độc có thể tiết ra ngoài gây viêm hoặc lở loét da. Việc kiến ba khoang xuất hiện ngày càng nhiều đã trở thành nỗi ám ảnh và làm xáo trộn cuộc sống phần lớn sinh viên trong ký túc xá. Mình mới bị cách đây 4 ngày, ban đầu thì nó sưng tấy đỏ, có cảm giác rất rét, rồi mình rờ vào thì cảm thấy là hơi khó chịu. Sau đó cái thương nó lan ra mà nó bỏng lên, như là nó phồng lên và bị bỏng. Nếu có thì mình rất là quái sợ, mình sợ là bị sẹo đó, với lại nghe nói là kiến có axit nữa. Mà lúc đó mấy chị trong phòng hơi hướng cho mình và mình chạy ngay xuống phòng y tế đi khám. Hầu như là mỗi lần ra đường mình cảm thấy rất là ngại. Bạn mình nhiều khi bị dính trên mặt nữa và nó cũng không dám đi học luôn. Mỗi lần cắn thì nó tay đỏ lên thì nó đau ấy, là nó rát mà mỗi bằng nước nữa, là nó đi học mà nó mặc đồ vô thì nó cạy vô vết thương thì nó bị rát. Buổi chiều mà hễ mà bật điện lên là cả phòng là phải đóng cửa lại hết để kiến ba khoang nó không đi vô. Vì kiến có độc tính cao nên một chút sơ sẩy có thể để lại những hậu quả khôn lường. Thì hầu hết các bạn khi đến với trạm á, thì thường là có những cái vệt màu đỏ, ửng đỏ, hoặc là có những cái thủng rộp nước, hoặc là những cái vết thương ở lết. Và các vết thương đó thì nó sẽ khác nhau, to nhỏ khác nhau, nó gây cho các bạn khó chịu, ngứa cũng như là nó đau rát. Khi mà phát hiện mình bị kiến, nghi ngờ mình tiếp xúc với kiến ba khoang á, thì cái việc đầu tiên là các bạn phải rửa bằng nước sạch ha, rửa cho nó sạch ngay cái vị trí mà mình nghi ngờ mình tiếp xúc đó. Và sau đó thì nếu như mà thấy nó phỏng rộp hoặc là thấy nó khó chịu về chỗ đó thì đề nghị là các bạn phải xuống trạm y tế. Thì tùy từng cái mức độ và từng cái vết thương thì có những cái cách điều trị khác nhau, là bôi sát khuẩn, bôi khi nó bị bội nhiễm, hoặc là kết hợp với thuốc uống toàn thân để làm sao. Tình trạng này, ban quản lý ký túc xá đã và đang đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm phòng và chống sự tấn công của kiến ba khoang. Kiến ba khoang thường xuất hiện ở ký túc xá vào khoảng tháng 9. Cùng kỳ ngày năm ngoái thì có khoảng 225 ca. Nhưng mà năm nay 2015 thì lên đến 1.000 ca sinh viên bị kiến ba khoang tấn công. Kiến ba khoang gia tăng do sự thay đổi về thời tiết, về tự nhiên. Đặc biệt là cứ mùa mưa xuống là kiến ba khoang nó bay vào những nơi có ánh đèn sáng. Ở ký túc xá cao tầng thì kiến ba khoang bay vào nhiều. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức phun thuốc định kỳ. Đặc biệt là chúng tôi thông tin tuyên truyền rất cụ thể cái tác hại của kiến ba khoang và tăng cái sức đề kháng của sinh viên. Các em phải ăn ở thế nào đó cho vệ sinh, cho gọn gàng. Và đặc biệt là phải chủ động đề phòng kiến ba khoang bay vào. Ví dụ như là phải giảm bớt đèn ánh sáng đèn vào buổi tối, đóng cửa sổ, rồi mặc quần áo dài, đi ngủ phải mắc mùng, vân vân. Cho đến hiện tại thì cái số lượng bệnh này đã giảm rất là nhiều.